Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Và tôi chịu trách nhiệm về lời nói của tôi. Một cái anh cán bộ này nghi như tôi nói này, anh đại tá, một tiến sĩ, ông không biết thông tin này. Tôi đưa cả băng Thái Châu, tôi đưa cả cái quyển tài liệu mà của Thái Châu một trăm người nghỉ đấy, thì ông xem xong bỏ lại lại. Và tôi có niềm tin mà chính một người trong ngành nghi mà còn nói thế, thì tôi thấy là một là thông tin của ta không chưa lan tỏa, cho nên những người trong ngành nghi cũng còn chưa biết. Thì tôi nghĩ rằng là chắc là nếu mà ta quả tốt mà hữu dụng như này thì còn hữu giúp và gọi là giúp được cho đời rất nhiều. Hay là hôm qua ở hội nghị cựu chiến binh của chúng tôi thì tôi cũng tranh thủ tôi phát triển cái này. Thì tôi nói rằng là tôi không phải đây là tôi đi tuyên truyền cho những vị A thì mà tôi tuyên truyền sự thật sức khỏe đã có rồi. Bởi vì mình có học thức rồi, mình có kinh nghiệm công tác rồi, không dạy gì mình đi tuyên truyền cho một cái có chả đâu đâu cả. Nói rõ với mọi người. Nếu có thì hiện nay thì trong xã hội có rất nhiều kiểu tuyên truyền phức tạp là mình sẽ để hình ảnh của mình như người khác. Tôi xin đưa ra để tôi giới thiệu là tôi là Chu Văn Thịnh. Trước đây tôi công tác ở tư pháp và tôi nghỉ hưu 6 năm. Bây giờ tôi về địa phương thì tham gia là chủ tịch hội luật gia của quận Ba Đình. Thế thì tôi đến với nước này vì con gái tôi ở trong Sài Gòn nó gọi là bố đi học ngay, cô về mới chữa bệnh cho con. Thế thì tôi học trong nước 202 và tôi cũng đã học qua các nước căn bản rồi, tiếp tục học thêm mấy buổi nâng cao nữa. Thế thì qua thời gian từ mùng 7 tháng 3 bắt đầu học, tháng 3 vừa rồi. Vì là hội thảo cho nên là tôi muốn có những ý kiến chia sẻ thực tiễn này. Thứ nhất là cảm nhận thực tế của bản thân tôi và những người thân của mình như thế. Thì hiện nay là 4 người trong gia đình tôi và bà dì ở quê là 5, bạn bè cơ quan công tác ra là 3, hàng xóm nắm diệt là 2 gia đình, cán bộ ngành y dược tôi là một đồng chí đại tá tiến sĩ được huân chương chiến công của nhà nước về nghỉ hưu và ngồi rồi thủ trưởng cũ của tôi thì nghỉ chiến hôm qua chúng tôi mới họp cựu chiến binh tổng cộng là 12 cái người này thì đều thấy là cái câu chuyện mà các thầy đã chỉ bày và hướng dẫn ấy thì nó có hiệu quả. Thế tôi thấy đây là cái sự lan tỏa rất tích cực. Mình tôi đã lan tỏa được 12 người. Thế thì tôi nghĩ rằng những người thân của tôi, những người tin cậy của tôi tiếp tục, nếu 12 ngày lại 12 người này lại tiếp tục liên tỏa được lan tỏa được 12 người nữa thì nó là lấy thừa mấy rồi, tức là tới 142 người nữa. Bởi vì họ tin mình rồi, họ kiểm nghiệm được đấy. Thì tôi nghĩ là trong tương lai nếu mà cứ lại như thế nhân ra, ở đây mình không phải là tuyên truyền một cách vô lối mà mình phải tin cậy hoàn toàn, có sự thuyết phục thì mình mới đặt vấn đề để thông báo ra. Cụ thể là như thế này, trong gia đình tôi thì nói thật lúc đầu về chỉ có mình tôi và xã ăn ngái thôi. Thế nhưng mà hai đứa con thì ngay tối hôm qua gia đình kéo nhau đi ăn tối một tí thì nó bảo bố ơi con đau lưng, con trượt đá, con để vào ngủ sáng sau đi luôn. Đại thể như thế. Thì đấy là gia đình tôi. Thế còn bà dì thì ngày thanh minh tôi về quê, tôi bấm cho bà dì và trước khi bấm tôi mở video ra cái bộ đĩa của ta thì dì bảo các cậu gan thượng chết, tôi phải xem video lại. Thì nói thật là khi xem video nó trực quan luôn và tôi bấm cho dì khoảng 45 phút thì dì đứng lên đi được và không cần chống gậy đi ra chùa, cứ thế là đi thôi. Tất nhiên từ đó nay thì có thể nó như thế nào tôi chưa biết, thì không phải số người công tác thì có một bác 80 tuổi luật gia già, trước bác là thẩm phán của ông tôi ta, bây giờ bác làm về tôi thì bác bảo là vì lắm tôi nếu bác tôi cũng chẳng mà tôi phù
áp hòn đá vào ấy, thì tự nhiên nó khô hết và nó lại sáng lại. Đấy là mong người ta già 80 thẩm phán toàn dân cao thì chưa là đồng chúng tôi phải. Thế còn mở ông nữa thì bảo hôm nay đáng nhẽ tôi không nên họp có chú được. Nhưng tôi đau đầu thì tôi nhớ ngay cách với bạn và tôi về xem văn là tôi thực hiện khoảng 15 phút đấy. Bây giờ tôi đã lên họp để chú rộng rồi. Đại thể cũng thế. Thì đây là những cái mà nó rất hiệu quả và có cái hiệu quả mà trong chúng tôi. Cái thứ hai thì tôi đề nghị thế này. Tôi thấy là dân số của Việt Nam đang không phải ở trong cái thời kỳ bàn dân tộc đúng không? Rất nhiều các cái công ty nói rằng dân số Việt Nam hãy cẩn thận, thời kỳ bàn dân số Việt Nam sắp sửa đã qua rồi, tức là chúng ta sẽ giảm khá rất nhanh và tới đây thì mình giảm rất nhiều, ta là bệnh tật. Thế thì tôi đề nghị là nên có nhiều lớp và mở nhiều nơi. Hiện nay tôi đang có ý định là thêm một thời gian nữa tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo chỗ cụm dân cư của tôi là mời các thầy về, chỉ cần một buổi giới thiệu thôi và có những cái người học viên của mình cố kết nhau lại cùng soạn đi đến đó để làm cái việc này cho người già, người ta rất quý. Tôi nghĩ là nó phải như thế, nhưng một mình với thầy không thể làm bảo hết được. Qua cái này tuy là mới bước đầu các hơn một tháng thôi, nhưng mà tôi nghĩ thế này. Thứ nhất là cái phương pháp này thầy đã biến được một cái sự rất phức tạp trở thành đơn giản, tôi phải công nhận. Tức là rất nhiều việc không cần biết, hoặc là rất nhiều những thứ kiểm tra không cần biết, chỉ cần đến khai bạch ra rồi bấm vào bấm chỗ A chỗ B, khai thông máu thế nào, động tay ấy. Thế thì tôi cho là nó rất giản. Người dân thì chỉ cần đơn giản thôi, chứ không cần phải những cái chuyện A chuyện B nó phức tạp. Ngay cả sách vở nhiều người ta cũng không quyền là hay nữa, đúng không? Thầy bảo đây là bản quyền thuộc về nhân dân. Cũng xin thưa là tôi là người đi học ở Nhật, một vua về sở hữu trí tuệ và luật bản quyền cách đây 18 năm. Thì cái câu đấy tôi rất đồng tình. Tức là có những bản quyền thì cái người kiếm ra là cống hiến luôn và có thể phải trông. Còn nhân thân về bản quyền thì cái nhân thân của thầy Dương Quang Châu này thì vẫn là bản quyền chính. Thế còn cái bản quyền của người dân là ai cũng chỉ cho ai cứ lấy phương pháp này mà thì tôi liên hệ với ngành luật của tôi thì tôi thấy đấy là những câu chuyện về bản quyền. Thì thầy nói một câu tôi thấy là cái đó là mình cống hiến cho đời, chứ mình cũng giữ lại cái bản quyền cho riêng mình. Và tôi nhận thức là cái y học hiện đại không dù có tài giỏi đâu chưa phải là ngôn chỉ thống, chỉ có ngôn ngữ tuyệt đối. Bởi vì đây chúng ta không phải thuộc y học hiện đại mà chúng ta thuộc y học cái dạng là thực hành, nhưng mà thực hành có trí thức tìm ra những quy luật của nó, chứ không phải là đi xét nghiệm hay là thí nghiệm trên cơ sở y học hiện đại kết hợp vào để thành một cái thực hành cho nó đúng đắn. Là đây thì tôi cho đây là cũng là một sự phát hiện, bởi vì mọi người cứ nghĩ là cứ hơi một tí thì đến viện, bây giờ qua cái này thì chưa chắc đã phải hơi một tí đến viện. Tôi nghĩ như thế. Đấy, cuối cùng thì tôi xin đề nghị này, bởi vì cái câu chuyện này của chúng ta là thuộc cái tổ chức khoa học kỹ thuật đây, thì đề nghị tổ chức khoa học kỹ thuật ở cấp thành phố và nam toàn nữa là cấp trung ương cũng phải có tiếng nói mạnh mẽ, bởi vì nếu chỉ dừng ở những lớp học này thì cũng là sự lan tỏa rất diễn rồi, nhưng mà bằng con đường của tổ chức khoa học kỹ thuật chúng ta phải lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong phạm vi thế giới khoa học. Cái thứ hai, mình là tổ chức khoa học kỹ thuật thì mình phải có sự tham vấn đề xuất với ngành y tế và các ngành khác liên quan trong việc bảo vệ sức khỏe. Cũng như hội luật gia chúng tôi cũng nằm tổ chức khoa học về pháp lý, thì chúng tôi cũng đã tham vấn và đề xuất với nhà nước rất nhiều cơ chế thiết chế chính sách về pháp luật có liên quan đến đời sống của dân. Thì tôi đề nghị trong lĩnh vực này, đề nghị Châu và các cộng sự của thầy báo cáo với hội khoa học của thành phố và đưa vào cái chương trình hành động của hội khoa học cấp trung ương để chúng ta làm việc một cơ chế hẳn hoi của cơ quan và nhà nước trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe dân.
Hôm nay thì tôi cũng lại đang đi mua mấy cái giá để học nấu thực với thầy Châu. Từ khi học về bây giờ thì tôi thấy là tôi cứ phải đạp xe đi đây liên tục để mà mua đá phải làm quà và lúc ngủ thì nó cứ hát một hơi lưng ra, em không biết làm thế nào, em lấy ngay hòn đá các mua cho bà em cho vào lưng nó sáng ra tiếp thẳng hai này không có gì nữa. Thì tôi nghĩ đấy là những sự thực như các bà mẹ đang muốn được. Ở đây xin nhắc lại, tôi không tuyên truyền một cách không mà không tuyên truyền một trong thực tế. Thì tôi muốn là tới đây thì thầy Châu, thầy Thăng và thầy Tuấn cố gắng đến chỗ khu vực tôi một chút, hoặc là tôi sẽ báo cáo với công đoàn của Bộ Tư pháp, tôi sẽ thưa gửi để xem là các bác đến nói chuyện tôi thì mình tạo ra một cái ảnh hưởng lớn ở đấy, không phải vì lợi ích mà vì lợi sức khỏe của mình. Tôi xin hết ý kiến thì các thầy cho tôi nói thì tôi nói sự thật và tôi chịu trách nhiệm về lời nói của tôi. Xin hết. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm Năng lượng Cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.